Ok, hello mọi người nha. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu cái chuỗi event Tết cũng trong Thiên Long Phát Hiền nhé mọi người. Xin chào Cún Phạm nha, chào Tuấn Anh nha. Có mọi người nghe rõ không? Alo. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu chuỗi event Tết của Thiên Long Phát Hiền nha mọi người. Mình sẽ giải đáp hết tất cả luôn cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách tham gia nhé. Hello Lộc nha em, xin chào Nguyễn Đạt. Thiên Long này là Thiên Long Phát Hiền nha. Rồi những ngày Tết thì mấy bạn lo sắm dọn dẹp nhà cửa các kiểu rồi nên là game nào cũng ít người on cả. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng nhau giải đáp chủ event Tết nha. Nói chung là còn có bạn biết rồi, có bạn chưa biết thì những các bạn nào chưa biết cách làm các cái event này thì mình sẽ nghe mình hướng dẫn nhé. Đầu tiên là sự kiện dân mâm ngày Tết sẽ được diễn ra vào ngày 26 tháng 1 cho đến ngày 8 tháng 2. Thì nói chung năm nay cái nhiệm vụ này là nó kết hợp giữa cày cuốc và nói chung là nạp tiền cũng có. Thì mình tham gia event này thì mình sẽ lên web mình đọc, có nghĩa là nó sẽ có là một cái loại gọi là mâm Tết. Thì mâm Tết thì mình có thể là ghép từ bánh chưng và hoa quả. Bánh chưng thì mình sẽ có được khi tiêu diệt boss trong các phó bản như là Tứ Tuyệt Trang, Thất Thiếu Sơn, Sát Tinh, Yến Tử Ô, Phiêu Miểu Phong và Khiêu Chiến Phiêu Miểu Phong. Còn hoa quả thì chúng ta có thể là ăn boss dã ngoại hoặc là boss kính hồ đều có nha mọi người. Khi mà mình nộp mâm á, thì mình sẽ được một cái hộp quà, mở được được cái túi quà Tết á, mở ra sẽ được các cái vật phẩm ví dụ như là pháo Tết, thông thiên linh đan, kim tầm ti, kim tinh thạch, ly hỏa, chân nguyên, linh phách, huyền cơ dược trần. Đấy. Ngoài ra thì mình có điểm tích lũy khi mà nạp pháo Tết nữa. Đây. Đây, hiện tại thì là vẫn chưa có sự kiện thì mới bắt đầu nên là vẫn chưa có cái cuộc chạy đua vẫn chưa đâu. Thường thì các bạn sẽ để cái pháo Tết đến cái ngày cuối cùng thì mình mới nộp. Đấy thì bây giờ mình sẽ thử cho mọi người coi nhé. Đây. Thì năm Tết thì đây. Ngoài ra thì có lì xì thì mấy bạn đã biết rồi. Thì mình nạp ví dụ như mình nạp vào 20 cái mâm Tết nha. 20 cái mâm Tết thì mình sẽ được 20 cái túi quà. Cái này thì mình có thể là cày cuốc đều có thể đổi ra được nha. Đó thì mình dân mâm ngày Tết này nộp này thì sẽ được 20 cái túi quà Tết này. Để mình bỏ đồ vô gương á, mình sẽ mở cho mọi người coi thử nhé. Rồi ok. Đây, bọn mình đợi tí xíu nha. Đây thì mở ra mình sẽ có cơ hội được những cái vật phẩm quý giá đây. Mình sẽ nói từng lần được từng event luôn nhé. Like giờ hơi lên một tí xíu mọi người thông cảm nha. Đó, kim tinh thạch nè, huyền cơ dục trần ly hỏa nè, nói chung là nó ra hên xui mọi người ơi. Đó, được pháo Tết ba cái nè, nếu hơn thì mình được chân nguyên linh pháp. Nói chung là cái kiểu đó, pháo Tết này thì thường thường thì mọi người sẽ để tới ngày cuối cùng thì người ta mới đem đi người ta nộp đấy, để mà người ta đua Tết. Khi mà đua Tết thì mình sẽ được những cái vật phẩm rất là xịn nha mọi người. Ví dụ như là nếu mình may mắn mình đạt được top 1 thì mình sẽ được một cái y phục áo Tết. Thì trong cái áo Tết đó thì mình sẽ được khá là xịn nha, tại vì áo Tết đó là mình sẽ được kháng 4 loại 99 điểm. Nói chung là ghi 100 thôi chứ nó có 99 là mình làm tròn á. 99 và tất cả thuộc tính cũng 99 luôn, máu giới hạn 12.000 có nghĩa là mình kháng băng, kháng hỏa, kháng nguyên, kháng độc. Tất cả thuộc tính 99 có nghĩa là bao gồm là cường lực, nội lực, thể lực, chí lực, thân pháp đều cộng 99 điểm. Đó, đó là event dân mâm ngày Tết. Mình sẽ đến với event thứ hai, đó chính là event giờ vàng online. Khi mà các bạn online trong game và đủ 2 giờ thì các bạn sẽ nhận được thẻ chiên cần. Thì thẻ chiên cần này thì mọi người có thể là đem đi đổi cái vật phẩm ví dụ như là phiếu đổi ngọc 3 nè, thông thiên linh đan nè, hoặc là phiếu đổi ngọc 4. Tùy thuộc vào cái số lượng thẻ chiên cần mà mình có được thì mình sẽ đổi được những cái phần thưởng tương ứng tại NPC Hùng Chúa nha. Rồi, xong cái sự kiện giờ vàng online thì mình đến sự kiện thứ ba.
sự kiện Trưng Nghĩa Giang Hồ đây. Đây là một cái sự kiện mà rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi nè, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Và sẽ mình sẽ nói em chào anh Sam nha. Nói về hướng dẫn các kiểu giống như là sự kiện này thì mình sẽ được những cái lợi ích gì. Thì sự kiện Trưng Nghĩa Giang Hồ thì sẽ được từ 26 cho đến ngày 8 tháng 2. Thì nói nôm na trong cái sự kiện này thì mình sẽ đổi được chân nguyên tím, chân nguyên cam cũng như là thần nguyên túy để mà nâng điểm nguyên tinh, để mà có thể nâng được những nâng cấp các cái loại chân nguyên này. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người nha. Để đổi được cái chân nguyên tím đầu tiên thì mình cần tốn 2.000 điểm. Ví dụ nó một điểm chân nguyên thì một cục thì mình sẽ được 1.000 điểm. Thì chân nguyên thần pháp thì chỉ có giá 1.500 kim một cục thôi. Đó, ví dụ mình muốn đổi chân nguyên cam thì mình mua 6 cục. Đây, mình test thử cho mọi người coi nhé. Đấy, mình ăn 6 cục vào. Ăn cái này thì mình sẽ được điểm chân nguyên tinh túy và sẽ được cả điểm điểm kia luôn. Đây, ví dụ như 2.200 lên 2.400 này đấy. Cái cục này thì mình sẽ được 2.000 điểm và 1.000 điểm chân nghĩa. Đó. Nó vừa được hai cái luôn đó. Khi mà mình đủ 6 cục thì mình có thể đổi được một cục chân nguyên cam tùy chọn nha mọi người. Nó rẻ hơn trong shop rất là nhiều. Trong shop thì tới 15k lận. Đây, chân nghĩa giang hồ nè, mình có điểm là 6.000. Ví dụ như là mình là quỷ cốc đi, mình đổi một cục huyền. Đây, huyền công cam nè. Sorry. Đây, huyền công cam này. Đó, thì mình ăn vô. Thì để mà có thể mà gắn vô những cái cục này thì mình cần phải giải phong. Đây, giải phong chân nguyên đây. Thì mình sẽ tốn được một số điểm để mình giải phong. Đây. Đó, giải phong thì mình bỏ vô. Đó, đây là sự kiện Trưng Nghĩa Giang Hồ đó. Để mà nâng cấp cái này thì mình cần phải có nguyên tinh. Nguyên tinh thì mình có thể là phân giải những cái những cái cục này. Ví dụ nha, mình sẽ ngưng nguyên thử ra cho mọi người nha. Nói chung là trong game này là ngưng nguyên nó hơi lâu á, để cho nó mượt á mọi người. Đó, thì mình phân giải ra thì mình sẽ được nguyên tinh. Khi mà có điểm nguyên tinh thì mình sẽ nâng được cái này. Đây, ví dụ như là mình khi mà mình được cái móc á, để mình nhận thần nguyên túy á, thì là mình là được ngoài đổi được chân nguyên cam thì mình còn nhận được thần nguyên túy đó nha mọi người. Đây, thần nguyên túy nè. Khi mà đủ móc 12.000 điểm với lại 24.000 điểm thì mình sẽ được một cục thần nguyên túy. Có nghĩa là mình cái sự kiện này thì mình được tối đa là 2 cục nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn thêm 6 cục cho mọi người coi nha. Đây, hồi nãy mình được 6.000 rồi, bây giờ mình ăn thêm 6 cục nữa. Đây, thì một cục thì chỉ có 1.500 kim thôi, rất là rẻ nha mọi người. Rồi được chân nguyên cam luôn đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn đổi cục màu cam thứ hai thì mình cần 12 cục, có nghĩa là mình mua thêm 6 cục nữa. Đây, em chào ông Nam Cao, chào Kim Long, chào Nguyễn Nhật, chào Duy Minh nha, chào Nguyễn Chí Thanh nha, chào Nguyễn Tú, chào Phong Lê, chào Nguyễn Minh Tuấn, chào Ly Bình, chào mọi người nhé, chào mấy bạn đang xem livestream của mình nha. Đó, thì mình ăn vào thì mình sẽ đổi được cục chân nguyên cam tiếp tiếp là mình tốn 12k. Đây, chân nguyên cam đây, mình đổi cục huyền nè, mình sẽ tốn 12k cục thứ hai. Đây, mình lại được thêm một cục cam nữa, rất là đơn giản đúng không mọi người. Đó, thì mình sẽ tiếp tục mình giải phong ra. Giải phong nè. Đó, mình mở ra thì mình cũng bỏ vô như ý như vậy thôi, rất là dễ. Đây. Đó, thì giờ mình đã được 6 với lại 6 với lại 12 là mình được 18k rồi. Đây, thì mình sẽ nhận đây. Nhận được thần nguyên túy này. Đây. Đó, một cục này thì mình được tới được 20.000 điểm nguyên tinh lận. Đó, khi mà ví dụ như là mình được tới cái móc 24.000. Bây giờ mình đã tới được, mình được 18.000 là mình thêm 6 cục nữa là mình được 24.000, là mình nhận thêm được một cục nữa. Thì cái thần nguyên túy mình ăn vô mình sẽ được những cái điểm nè, nguyên tinh là đó được 20.000 điểm, thì mình nâng 2 cục là được 40.000. Đó, nâng lên thấy chưa? Đó là nhất là đơn giản là mình được 2 cục chân nguyên cam cấp 4 rồi. Đấy, đây là sự kiện Trưng Nghĩa Giang Hồ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với lên sự kiện thì mọi người lên trang chủ mọi người đọc giúp mình nha. Xong rồi đến lễ hội cường hóa. Đây là lễ hội giúp cho mọi người có thể là nâng cường hóa trang bị của những cái món trang bị trên người. Thì nó kiểu là nó đơn giản hơn. Khi mà đạt đến những cái móc ví dụ như là 50, 100, 200, 150 và 200 thì mình sẽ nhận được cường hóa quyển trục nha mọi người. Ok, để mình thử cho mọi người coi nhé. Ví dụ như là mình cường hóa cái
cái này đi, tại vì đợt trước mình đã test rồi nên nó đã nhận được mốc rồi á, giờ mình sẽ gửi thêm mua thêm nha. Ok, bây giờ mình sẽ mua thêm đây. Cường hóa trang bị nè. Khi mà đủ mốc đó, thì mình sẽ nhận được nha. Ví dụ như mình tự động cường hóa nha. Đó thì nó sẽ có số lần để mà lên cường hóa các kiểu. Đấy. Ví dụ như là rất là may mắn, rất là dễ lên 7. Khi mà đủ mốc 50 có nghĩa là nó cộng dồn nha, nó không có cộng lại từ đầu nha mọi người. Có nghĩa là 50 thì nó sẽ lên tiếp sau 51, 52, 53. Đó mình làm sơ sơ vậy thôi đây. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái số lần mình đã cường hóa vào đây. Đây ví dụ như là tôi đã cường hóa 240 lần, đương nhiên là tôi sẽ nhận được tới 4 cái luôn. Đó là nhận đủ 4 cái này. Đó, thì cái quyển trục cường hóa này là rất là tiện dụng nha mọi người. Ví dụ như là cái áo của tôi chưa có cường hóa, mình sử dụng một cái quyển trục cường hóa cấp chính. Cường hóa trang bị mình bấm vào dòng sử dụng quyển trục cường hóa thì mình bấm vào đây, mình bỏ một cái quyển trục vào đây. Thì mình sẽ được một cái áo cường hóa chính, rất là đơn giản đúng không nè. Thì một một bạn thì sẽ nhận một nhân vật thì chỉ được tối đa 4 cái thôi. Đấy, ví dụ như mình sử dụng lên cái mão thì cái mão cũng được cường hóa chính luôn. Đây. Đấy, rất là dễ nha mọi người đó. Giúp cho mọi người rất là dễ, không cần phải tốn quá nhiều cường hóa lộ đấy. Nhưng mà sự kiện này thì một tháng nó chỉ có khoảng một lần thôi. Đó. Đó, đây là sự kiện lễ hội cường hóa, hỗ trợ cường hóa cho các nhân vật. Rồi bây giờ mình sẽ đến với là một sự kiện kế tiếp, đó chính là kinh hỷ Tam Liên. Thì cái sự kiện này thì rất là đơn giản, là không có cần phải giới thiệu quá nhiều cho mọi người ở đây. Ở trong cái đợt kinh hỷ này thì mình sẽ có những cái vật này cho mọi người coi. Đây, thì mình sẽ di chuyển đến NPC Trần Quý Thương để mà quay kinh hỷ. Đây thì mình có ba loại vòng, vòng là vòng nhất liên thì là 20 kim, một ngày quay được 4 lần. Mọi người bỏ bỏ rồi cái chiếc này thì nó sẽ không có cần phải bấm xác nhận. Đây. Đó, mình có thể quay được phiếu vàng nè, các thứ, thông thiên linh đan. Còn cái vòng Nguyệt Hoa là vòng 250 á, thì mọi người sẽ nhận được lễ hạt may mắn nè, chân nguyên linh pháp nè, dược trần nè, vải bông bí ngân và các loại xiết long thạch để mà hỗ trợ làm event cái gì vậy trời, đang giới thiệu event cái gì mình mập cho tôi đây. Rồi ok nha, ví dụ quay thử nha, cái này quay thử luôn nha chứ không phải là khích đâu nha. Đó, quay ví dụ như mình được xiết long thạch các loại này đó, được bí ngân nè, hoặc là mình nếu mình hên thì mình sẽ được dược trần hoặc là vải bông hoặc là những cái vật phẩm quý. Nói chung là hai ô này là hai ô khó này đó, cũng không khó đâu, nó cũng dễ ra lắm mọi người. Đó, được 4 cái rồi nè, thấy không? Đó, còn đến với vậy vòng tam liên thì mình sẽ có là lễ hạt chân thú nè, phiếu ngọc ba ngọc bốn cái kiểu này đó, thì mình quay thử cho mọi người coi nha. Đây đó, mình quay thử cho mọi người coi đó. Nói chung là nó cũng rất là dễ ghe lễ hạt chân thú đó. Đó rồi giờ test vậy thôi nha, mắc không mấy người kia lại bảo là hùng chuối kích thích nạp nữa. Đây rồi bây giờ mình kết hợp chân thú này thì sẽ mình mở được ra là một trong ba con cùng kỳ nham hồ hoặc là hùng miêu. Khi mà sở hữu được ba con thú này thì mọi người đem đi sinh sản thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được những cái phần thưởng, nếu mà mình là đạt cao nhất á, là cái sự sự kiện là sưu tầm biến dị những ngay lì xì. Ví dụ như là mình có hùng miêu hoặc là có cùng kỳ hoặc là nham hồ. Đây hùng miêu này, tôi mở được hai con hùng miêu một con nham hồ. Thì đó ví dụ như là tại vì tôi chỉ mở có cấp 85 thôi, những cái con này thì là 95, nó lại tư chất cao nha mọi người. Đấy, tại vì tôi mới có 90 và quên đợi xíu mọi người. Đó, nói chung là những cái bé này á thì mọi người đem đi sinh sản, nếu mà mình được tư chất cao cao nhất của một trong ba loại thì mình đăng trên cái diễn đàn của nhóm của Thiên Long Phát Hiền, thì mọi người bạn ba bạn sở hữu ba con bé biến dị tư chất cao nhất thì sẽ nhận được phần thưởng là 500.000 lì xì tiền mặt cộng với lại một chuẩn cừu yếu quyết nha. Đó là sưu tầm biến dị. Còn cái event clip hay ngày Tết đó là một cái cơ hội để cho những cái bạn nào mà thích quay video clip về game Thiên Long Bát Bộ thì mình sẽ quay những cái đoạn clip ngắn, ví dụ là từ 1 phút 30 giây cho đến 5 phút,
thì nói chung là nội dung là tự do, mấy bạn muốn quay cảnh PK hoặc là cảnh yêu nhau hay là cảnh động phòng gì đó thì tùy mọi người đó. Thì mọi người quay xong thì mọi người up lên group của Thiên Long Phát Khiền, mà nhớ là kèm hashtag của mình là clip hay ngày Tết không viết dấu nha mọi người, để một để có thể là dễ dàng kiểm tra những cái bài thi của mọi người cũng như là không có để bị lạc á. Thì ba cái clip hay nhất thì sẽ được giải, thì mỗi bạn được giải thì sẽ được lì xì 500.000 tiền mặt cộng với lại một chưởng cử ý quyết, sẽ có ba giải. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại Lôi Đài Phát Hiền. Lôi Đài Phát Hiền thì tổng giải thưởng là 30 triệu tiền mặt, top 1 là được 15 triệu, top 2 là được 9 triệu, top 3 là mình được 6 triệu. Đó, thì mình sẽ quay ở đây. Thì nói chung là Lôi Đài Phát Hiền thì nó sẽ được tổ chức sau Tết, tại vì giờ là khá là cận rồi, nên là thông tin thì mọi người đợi chờ update sau. Thì tổng giải thưởng là 30 triệu đồng tiền mặt nha mọi người. Ai được top 1 thì tổ đội đó sẽ được 15 triệu, top 2 thì được 9 triệu, còn top 3 thì mình sẽ được 6 triệu nhé. Rồi thì giờ thì là khởi tranh đệ nhất môn phái vào ngày 9 tháng 2 năm 2022. Thì mọi người cái gì yêu tôi má, thôi tôi không có thích làm anh. Cái đệ nhất môn phái thì là mọi người biết là S2 Thiên Long Phát Hiền thì mỗi năm chỉ ra một server vào ngày 9 tháng 1 hàng tháng, 9 tháng 1 mỗi năm thì sẽ ra một server Thiên Long Phát Hiền. Có nghĩa là 9 tháng 1 vừa rồi là năm 2022 thì sẽ ra S2, thì sau một tháng đó thì sẽ tổ chức giải đệ nhất môn phái, có nghĩa là tìm ra là người mạnh nhất của 12 môn phái đang có trong Thiên Long Phát Hiền ở trong server 2, có nghĩa là bao gồm là 9 môn phái cũ, thêm Mộ Dung nè, rồi Đường Môn, Quỷ Cốc, đó thêm 3 môn phái mới. Thì mình sẽ tìm ra 12 người, 12 người mạnh nhất của từng môn phái và sẽ là có danh hiệu đệ nhất môn phái, cộng thêm là những cái phần thưởng, cộng thêm là mình sẽ được đúc tượng ở ngay chỗ Lôi Đài Lạc Dương để cho những để được vinh danh. Đấy. Rồi tiếp theo là gift code đền bù bảo trì. Thì mọi người cái này là gift code chung, tại vì có bữa có một đêm nó bị bảo trì đột xuất á, thì là bên mình cũng có hỗ trợ đền bù. Thì cái gift code này là gift code chung, mấy bạn không có cần phải xin fanpage đâu. Mấy bạn chỉ cần nhập giúp cho mình là gift code bảo trì 2201 không không viết không viết liền đây. Thì mình nhập vào NPC Abyss đây. Đây, mình sẽ nhập vào đây nhé. Thì nó sẽ có hỗ trợ một ít cho mọi người. Đó, tiếp theo là gift code năm mới bình an. Thì cái gift code này là AD nhìn tục làm cái gì mà tục. Đó, thì cái gift code này thì mình sẽ nói chung là sẽ có đệ nhất môn phái, thì đương nhiên là sẽ có đệ nhị, đệ tam, thì là sẽ có, nói chung là sẽ có phần thưởng, nhưng mà đệ nhất là được nhiều nhất, tại vì mình là người mạnh nhất của môn phái mà. Thì sau một tháng đúng rồi, event Dương Mâm đợt này không có được vàng khóa nha anh ơi, đợt này không có được vàng khóa, nói chung là tùy đợt á. Đó thì là mình đã giải đáp hết khóa chuỗi gần 10 cái event để cho mọi người chơi Tết trong Thiên Long Phát Hiền này đó. Thì bạn nào có thắc mắc gì thì mình cứ inbox vào fanpage và hỏi nha. Thì hiện tại thì do hôm nay nhiều ta, hôm nay cũng là 26 Tết rồi, thì là ai cũng khá là bận đó mọi người, đâu có phải đâu có mỗi năm chỉ Tết đến thì chỉ có một lần thôi. Thì đương nhiên là thời gian cuối năm thì ai ai cũng phải lo công việc nhà cửa cũng như là dọn dẹp để mà chuẩn bị đón Tết, đón một năm mới đến. Sẽ có một năm mới mà nó gọi là nó khởi sắc hơn là cái năm đại dịch này 2021 này. Đó thì ai cũng mong là năm mới đến, thì đương nhiên ai cũng mong là mọi điều may mắn sẽ đến với lại gia đình mình cũng như là bạn bè người thân các kiểu. Đó. Đó rồi cái kiểu nói chung là ông nào mà bị là không ghép á, là có nghĩa là mình đẻ nhiều khi là đã bị cho vào một xì ban, có nghĩa là mình nói chuyện cái kiểu như là không lịch sự cái kiểu á, thì các bạn fanpage có quyền cho vô một xì ban đó, nên là để một hồi để coi lại đấy. Rồi xì ban là có nghĩa là mình chỉ gỡ chứ mình không có được đọc. Các bạn fanpage không có đọc được đó cái kiểu. Hiện tại thì là ô giờ này có hoạt động gì không ta để mình đi quay. Tối nay thì sẽ có Phụng Hoàng Cổ Thành và Ái Linh sẽ live tiếp nha mọi người. Nói chung là tại vì Ái Linh live bù á nên là mình để bạn đó live. 18:30 là Huyền Kích Kim Cang hả? Ủa, lại có nghĩa là bây giờ là Boss Thương Sơn nè. Boss Thương Sơn ra được 15 phút rồi không biết có ai ăn không?
18 giờ là Boss Thương Sơn hả? Tôi tưởng là 18 giờ 30. Để giờ ra coi coi Boss Thương Sơn coi còn ai không. Đây, ok. Giờ này ra không biết còn con nào không ta. Đấy, cái này chắc là do mình rồi chắc giờ này không biết còn con nào không. Mình sẽ chạy đến cái khu vực boss 80 là mình sẽ biết nó còn con nào không. Thì nó ra được 15 phút mà không biết còn không thôi. Cho xin một ạt chơi đi. Ừ đúng rồi, giải đệ nhất thì chỉ tổ chức Bnet 2, tại vì Bnet 1 hơi ít người, mốt quá khi nào mà có cơ hội thì sẽ tổ chức. Nói chung là F1 thì vẫn duy trì và event giải đấu bình thường. Nói chung là những cái event hợp lý thì sẽ có. Ấy vẫn còn boss này. Còn một con vừa vừa chết luôn. Nói chung là Tết này mọi người ít on lắm. Vừa mình on bên VNG cũng thấy như cái chùa luôn, không thấy ai chưa. Ra ra map và địch cũng thấy và ta cũng thấy luôn. Tết ai cũng bận hết trơn. Có thiên sơn hết rồi. Ừ không thấy không còn, nãy là chắc con cuối cùng á. Ừ hết rồi. Sao lại xóa F1? F1 thì vẫn duy trì bình thường mà. Lên Thảo Nguyên hả? Giờ này có boss Thảo Nguyên đâu. Này là mình có boss Thảo Nguyên. Phù về đã. Chào mọi người nhé. Đó, hồi nãy thì mình đã phổ biến những cái event Tết cho mọi người chưa biết rồi. Nói chung là mọi người kiếm vàng khóa dễ lắm. Mình treo ô tô thương nhân đi. Ngày chạy được 8 chuyến mà. Bây giờ lên Thảo Nguyên đã. Thảo Nguyên đi đường nào lên ta? Quỷ cốc ha. Yeah. Nó nghe này, cái đường từ quỷ cốc ra học ra Thảo Nguyên, ra Nhạn Nam là cả một vấn đề đó nha, không phải dễ ra đâu nha. Ờ ra được rồi nè. Rồi sao giờ dễ ra vậy, nhớ hồi xưa khó ra lắm luôn á. Giờ này kêu tôi đi lên Thảo Nguyên làm gì trời? Lên Thảo Nguyên làm mô. Giờ này đâu phải là giờ boss Thảo Nguyên. Điều thế nhờ. Rồi. À 18 giờ 30 boss Thảo Nguyên, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ôi sao sao mọi người biết, tôi còn không nhớ giờ đó. Nhưng mà boss giả ngoại thì mọi người ăn để mọi người sẽ được hoa quả trong event Tết đó. Nhưng mà giờ này lên hơi sớm nhỉ. Còn tới 10 hơn 10 phút nữa mới ra lận. Nên có vẻ hơi sớm ấy. Thì mình sẽ đi những cái khu vực khác để mình kiểm tra. Giờ này không biết còn ai đi trên hải tặc động không ta. Hết phù mẹ ơi. Phù rồi. Giờ này không biết còn ai rảnh rỗi những ngày Tết đi trên đục lỗ không. Chắc Tuyết Lan Hồ chắc sẽ có. Tại mấy bạn đa số là dùng đục 10. Đúng rồi, mấy bạn đa số là dùng đục lỗ 10x chứ không phải là dùng đục lỗ 9x. Tại vì đồ chế là đồ chế 9x là phải đục 10x mới được. Thấy tôi thông minh chưa? Tuyết Lan Hồ. Đấy. Có người ngay. Tại mấy bạn trên đây mấy bạn săn đục lỗ nè. Đấy, cho nên là mấy bạn săn đục lỗ. Xin chào Diễm Lệ Như Hoa nha, chào mọi người nha. Để tôi xem đã. Mọi người lưu ý là những con bé dự thi là level 1 thôi nha. Nếu mà mình sai 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 nói chung là mình đẻ ra mình muốn dự thi mình chụp hình lại trước đi.
rồi mình đăng fanpage, biết đâu được giải chứ mốt đợi kiếm hình nghe là mệt. Nói chung là mình đẻ là mình cứ đăng đi, thì đương nhiên là sẽ xét con nào cao nhất được thôi. Đấy, các bạn vẫn đang chen đục lỗ. Đấy, giờ là các bạn chen chen đục lỗ. Cũng khá là server nhiều gái không ạ? Không biết nữa. Giọng lẽ người ta con gái chơi game người ta nói là tao là gái nè. Đây, nói chung là trên tuyết Lan Hồ cũng khá là đông vui á. Ấy, tụi này đi đâu qua vậy? Xin chào quen chị em nhé. Chung là để mình kiếm cái đường đi xuống dưới đây coi làm sao xuống nhở, ngoằn ngoèo thế nhở. Chung là đi qua mấy bãi đây đều có người cả. Server này sắp được 1 tháng, tới ngày 9 là được 1 tháng. Kim tầm ti 11 kim, ly hỏa 10 kim, kim tinh thạch 13 kim một cái. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị di chuyển lên Thảo Nguyên. Nãy quên đặt phù rồi. Mình phải đi về rồi. Từ đầu server chưa nhặt được cái đục mùi nào. Phải không? Không có sao người ta chen làm gì. Đây bây giờ mình sẽ lên Thảo Nguyên nhé. Tiếp tục đi qua Quỷ Cốc nào. Game này là game hiện đại. Đó hay chưa, tôi nói cái cổng này khó ghe lắm. Rồi ra được rồi nè. Giờ này chắc mọi người đi ăn cơm, ai là đi ăn bót giờ này. Ủa, và tiểu su nữa. Cái tên ám ảnh với lại rất là nhiều tựa game. Như vậy. Cái tên ám ảnh rất là nhiều tựa game, đi đâu cũng tiểu su. Ở đây một con, bên đây một con, những cái tọa đồ boss thì tôi nhớ. Xin chào mọi người nha. Mấy bạn đang chia boss rồi. Nói chung là đánh boss thay cái áo sexy tí đi hả? Trời ơi, đi live stream thì mà đi làm gái vậy đó. Đó, giờ nói chung là chia boss rồi nè. Ồ, nguyên một bài giảng, nguyên một bài nham hồn luôn. Em live stream chứ đâu phải em đi làm gái đâu anh, phải đi thay cái áo rồi xếp xếp tí. Con này là con 80, con 80 trâu lắm. Nói chung là ai làm việc nấy, người thì đi ăn bót, người thì rảnh hén thì treo bán hàng ở Lạc Dương, người thì đi chen đục lỗ, người thì đi chen level, người thì đi phó bản đủ cả. Ai làm việc nấy đó, nói chung là những con bót thì đều mình thấy đều có bạn ăn cả. Thậm chí là có cả KS nữa nha mọi người. KS nhau để mà ăn bót nữa. Đây. Ví dụ như là 10 con boss thì có 10 bạch ti, là mình là bạch ti thứ 11 thì mình sẽ
Đi KS thôi chứ giờ biết sao. Nói chung là chỗ nào cũng có người hết trơn rồi nha. Xin chào Công Thanh Phan nhé. Còn con 80 này không ai ăn nhở? Con 80 ở đây. Bây giờ thì vẫn rất là nhiều người đi đi kiếm. Tóc em dài quá, em chưa có đi cắt tóc nên phải đội nón. Chưa có rảnh đi cắt nữa. Nói chung là nói gì tao quên mất tiêu rồi. Đây, vẫn có KS luôn nha mọi người. Trời ơi, bên này có một con. Nói chung là ngày dục, mặc dù là lễ Tết nhưng mà mấy bạn đi ăn bó cũng khá là đông đấy. Ở dưới cái lồng này có một con nè. Đấy, 10 con bó thì sẽ có đã có 10 party rồi. Xin chào Hoàng Nhật. Game một thời, game này bây giờ vẫn hot mà, một thời gì đâu. Ui con dưới đây không ai ăn nè. Ờ có. Đấy, nói chung là con nào cũng có kìa. Em xem mẹ xăm KB của anh đây nè. Khổ không? Em xem cho mẹ. Thêm bạn mới biết được. Để ó một cái là đó, để xem ở đâu nè. Phải mua cái cái soi. Cái soi tên gì mất quên mất tiêu rồi. Trời ơi, cái soi tên gì quên mất tiêu rồi mọi người ơi. À đây đây. Cái soi có 80 kim rồi đây. Vị trí phó bảng 6 người. Giờ là đi ra thành là bị chặt chân là chỉ có thể đi phó bảng thôi. Làm như tôi làm gái vậy đó trời. Đây hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Ôi con này KS rồi. Sáu con. Sáu con. Ủa sao con Bạch Minh Khởi nó không ra vậy? Ủa, tôi tưởng ra chung chứ. Quê vậy. Bảy con. Bên đây là con của Bách Tim Mai Tuấn Kiệt ăn. Hình như là không có con nào trống cả. 8 con. Con này cũng mới KS xong nè. Chín con. Rồi nói chung là không có con nào trống cả nha mọi người. Đây có Khánh Hưng này. Rồi đó, nói chung là đi tham quan một vòng thôi chứ bình thường là có mấy bạn là thì sắp tới chắc là mình like á, thì nhiều bạn cứ bảo á cứ tàng hình nhìn mấy bạn đánh không biết ai là ai đó, thì có thể là sắp tới mình sẽ nói chung là mình sẽ không có gia nhập phe phái nào cả, mình sẽ chuyển qua mình mượn ngạc. Ví dụ như là hôm thì like bên phe này, còn hôm thì like bên phe kia. Nói chung thì mọi người cứ xem mình như là một người chơi chơi chung với mọi người đi, mình vô mình kiểu giống như là nó có ạt nó đánh thì nó sẽ hay hơn là cứ tàng hình đi vòng vòng ấy, mọi người không biết ấy. Đó thì này là đi có những học gì. Nói chung là mình coi bạn rớt ở trên trang chủ giúp mình nha bạn Lu Gia ơi. Đó nói chung là bây giờ thì mình like một tí xíu, tại vì một tí xíu 8 giờ 7 giờ mấy 8 giờ là ấy lên live Phụng BK Phụng Hoàng Cổ Thành. Mình tiết lộ là Phụng Hoàng Cổ Thành nó rớt rất là cao nha mọi người, nên là mọi người gán đi BK. Nói chung là ở trong game Thiên Long Phát Hiền á, những có hoạt động nào mà BK á đều góp rất là cao. Hầu như là góp góp như là mưa luôn á, nên nhưng mà mình phải BK, mình phải bỏ công sức cho mình chơi mình mới có nha.
Đó thì bây giờ thì nói chung là mình giới thiệu xong chuỗi event tới rồi, những các bạn nào chưa biết thì mình có thể mình coi nha, coi lại nha. Đó, nói chung là game có bét phụ thể rồi, cả có đồ đủ cả rồi nha mọi người. Nói chung những cái nào chưa có thì từ từ nó sẽ ra nha. Nói chung là F1 chưa có, mấy cái nào F1, F2 chưa có thì từ từ nó F1 có rồi thì F2 từ từ nó sẽ ra nha. Rồi thì bây giờ là xong rồi đó. Đó là tí là ngắn ngắn nói chuyện cho mọi người vậy thôi. Đó thì rất là cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi mình nói cũng như là theo dõi mình livestream cũng như là like comment trò chuyện với mình rất là vui nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người sẽ có những ngày cuối năm sẽ có đón một không khí Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những buổi livestream gần nhất của Thiên Long Phát Hiền cũng như là Hồn Chuối nha. Bye bye.